Có tình yêu ngày mới, chúng ta cùng bắt đầu chống nắng cho ngày mới nhé. Và đây là dòng chống nắng SPF 60 với PA+ sẽ bảo vệ chúng ta tối đa từ 6 đến 8 tiếng trong một ngày. Và đây là dòng chống nắng vật lý với lớp bảo vệ cực kỳ mỏng và nó nhẹ nhàng trên nền da của chúng ta. Nó có thêm thành phần đó là lớp màng HA để cấp ẩm cho da chúng ta rất là nhẹ nhàng nhưng không bị bít tắc nhé. Và cách mà chúng ta bôi chống nắng, các bạn thấy đó, mình sẽ lấy một hạt tầm khoảng bằng hạt đậu hoặc hạt bắp nhé. Sau đó chúng ta dàn đều kem chống nắng lên toàn bộ vị trí của khuôn mặt. Chúng ta không chấm một điểm, điều đó sẽ làm cho việc kem chúng ta không dàn đều và không tạo ra được lớp gương để chống nắng tốt trên nền da. Sau khi chúng ta phủ đều rồi thì chúng ta bắt đầu dùng tay để vỗ nhẹ và chúng ta tạo ra một cái lớp màng đều đặn trên nền da. Sau khi chúng ta vỗ nhẹ đều thì chúng ta bắt đầu mới miết nhẹ nhàng để nó tạo ra một cái lớp màng vững vàng nhất. Và chúng ta đã xong rồi. Chúc các bạn một ngày thật là tuyệt vời.